Thưa quý vị, những ngày qua, câu hỏi virus SARS-CoV-2 có lây lan qua thực phẩm hay không hiện vẫn đang là câu hỏi gây tranh cãi trên khắp thế giới. Tuy nhiên thì mới đây, nhà chức trách Trung Quốc khẳng định virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 có thể lây lan qua thực phẩm nhập khẩu. Trưởng nhóm dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, bằng chứng virus SARS-CoV-2 có mặt trên các sản phẩm thịt và hải sản đông lạnh nhập khẩu ngày càng nhiều. Báo The Straits Times mới đây dẫn lời cơ quan y tế Trung Quốc đổ lỗi cho cá hồi nhập khẩu làm bùng phát COVID-19 tại một chợ đầu mối ở thủ đô Bắc Kinh vào tháng 6 năm nay. Trung Quốc đã ghi nhận các đợt bùng phát lẻ tẻ trên cả nước, chủ yếu liên quan đến việc công nhân xử lý thực phẩm nhập khẩu theo dây chuyền lạnh ở một số thành phố cảng như Đại Liên, Thanh Đảo và Thiên Tân. Tại ít nhất là 5 thành phố bao gồm cả Vũ Hán, phát hiện dấu vết của virus SARS-CoV-2 trên thực phẩm nhập khẩu đông lạnh như thịt bò từ Brazil, thịt heo từ Argentina và mực từ Ấn Độ. Trước mối lo ngại này, Hải quan Trung Quốc đã kiểm tra hơn 800.000 mặt hàng đông lạnh nhập khẩu và ngừng nhập khẩu, chuyển hàng từ 99 nhà cung cấp ở nước ngoài. Tuần trước, Bắc Kinh tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu thực phẩm từ những quốc gia bị đại dịch COVID-19 hoành hành hoặc những sản phẩm có dấu vết của virus SARS-CoV-2. Dù vậy, Tổ chức Y tế Thế giới vào tháng 4 đã khẳng định rất khó có khả năng con người có thể nhiễm virus SARS-CoV-2 từ thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm.